trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, trở lại cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ cùng tới thăm một người bạn nhé. Trong những năm học vừa qua, bạn đã luôn giành được danh hiệu học sinh giỏi của trường đấy. Và đặc biệt, trong kỳ thi Olympic tiếng Anh vừa qua, bạn đã xuất sắc đạt được giải nhì cấp tỉnh và được lọt vào đội tuyển Olympic tiếng Anh của quốc gia đấy các bạn ạ. Để đạt được những thành tích đó, bạn đã phải cố gắng rất nhiều. Trong lớp, bạn luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, hiểu bài, thuộc bài tại lớp, tạo không khí thi đua sôi nổi. Bây giờ thì các bạn đã nhận ra bạn Hoàng Thị Phú lớp 9B rồi chứ? Sau những giờ nghỉ, tham gia hoạt động giữa giờ, Phú lại cùng các bạn trao đổi, thảo luận giúp đỡ nhau, tìm ra những cách giải hay, những phương pháp học tốt. Đôi khi cũng có những khó khăn không thể giải quyết, Phú tìm đến sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và nhận được sự chỉ bảo ân cần chu đáo. Phú vui lắm, lại càng nỗ lực cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng thầy cô. Các bạn ạ, Phú không chỉ học giỏi mà còn rất tích cực tham gia trong các hoạt động của trường do đoàn, đội tổ chức. Và bạn còn là cây văn nghệ tiêu biểu của lớp nữa đấy. Cảm ơn.
Phú cũng như các bạn đi học xa nhà, mọi thứ ban đầu đều bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ, động viên của thầy cô giáo, các bạn đã có thể tự lập được trong cuộc sống xa nhà. Lùi ra nào. Bây giờ Phú đôi tay em bé cương lòng không thấy như buồn hơn, nụ cười em như nắng mai mà tại sao tôi phải khóc, rồi mai đây sẽ mãi không còn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến thăm nhà bạn Phú các bạn nhé. Để đến được bản của Phú phải đi mất 6 cây số đường bộ từ trung tâm xã. Ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ dưới chân núi, thế mới biết những khó khăn vất vả mà các bạn nhỏ vùng sâu như Phú. Chưa về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, dù hay dù cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa, hai cánh diều, tuổi thơ hôm ấy đâu còn. Trở về nơi tôi sinh ra từ đây. Nghe bố Phú nói chuyện mới biết, bố Phú cũng từng là học sinh của trường thanh niên dân tộc, hay còn gọi là trường đoàn, tiền thân của trường nội trú mình đấy. Nhưng bố Phú mới chỉ học hết lớp 4 thôi, vì điều kiện gia đình khó khăn quá. Để đến trường phải đi bộ mất hơn một ngày đường, rồi muốn theo học phải lao động để kiếm tiền mua sách vở, ăn ở chứ đâu có trợ cấp nhà nước như mình. Phải lên rừng lấy củi, hay đi đóng gạch, làm ngói thuê cho người ta. Đi ra đi hoang đi, thị trấn chứ, đi học trường đoàn kia đấy. Không có nồi nấu cơm, lên bãi tha ma lấy ống nữa để nấu như cơm lam đấy. Rồi. Có lúc chín có lúc không. Sau đó là một thời gian luyện tập, một thời gian sau là đóng gạch. Lớp 8, lớp 7 thì lấy trâu cuột đất về làm ngói xung cầu. Còn những học sinh 1, 2, 3, lớp 1, 2 thì cho đi chăn trâu. 3, 4, 5, 6 đi làm gạch. Ê, nó thừa công thì tính kiểu gì? Thừa công thì mình được à? Không, thừa công thì nó cho mỗi một năm, ví dụ cho một bộ quần áo. Thế. Nhà bếp cho hai bữa cơm, trưa, tối. Sáng thì không. Học thì học lại. Cái kiểu đấy học không biết. Cũng chính vì vậy, bố Phú mới quyết tâm tạo mọi điều kiện cho Phú đi học. Học để thoát nghèo, thoát khổ, để còn được biết đây đó, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bao nhiêu mơ ước, kỳ vọng của người bố đã thúc giục Phú vượt qua những khó khăn ngay từ buổi đầu bước chân vào trường nội trú. Tuy không nói ra, nhưng điều đó luôn thể hiện trên nét mặt suy tư, nghĩ ngợi của Phú, đôi khi chúng ta thường thấy. Nó thật sự là hai thầy. Trước ấy, Phú đang học lớp 4, thì Phú không muốn đi học. Sao anh động viên mãi? Thấy cái thầy trước của anh đi học khó quá, rồi là bây giờ không biết chữ. Thì làm ăn nghề nông nghiệp thì có ngày được, có ngày không được, thì làm khổ vất vả, thì cố gắng động viên cho cái Phú đi. Thì anh động viên làm hồ sơ cho đi thi ở nội trú. Thì cái năm đấy thì may mắn là toàn xã Sinh Long chỉ có được hai em làm hồ sơ, với cùng cái Phú thi được 11,5 điểm. Là nhà trường bảo là được, là kết quả để sau
đến mùa tuyển sinh thì nhà trường cũng thông báo là con anh đã được vào trường nội trú học. À, năm lớp 6 mới đưa em ấy xuống, em ấy có đòi về không? Có. Thỉnh thoảng xuống thì cũng thấy mặt nhăn nhau, cũng muốn về, cũng muốn khóc, nhưng mà đi một thời gian nữa lại sắp hết kỳ 1 thì quen môi trường, đó, không về nữa. Nguyện vọng của cô. Gia đình thì muốn cho Phú nó đi học tiếp các cái trường nội trú mà nhà trường mọi năm được xét cử tuyển là đi gửi về các cái trường trung học phổ thông nội trú trong tỉnh hoặc là hữu nghị 80 và vùng cao Việt Bắc, nếu mà càng đi xa thì càng tốt. Bố mẹ thì mong muốn như thế chứ không phải là học về, kể cả mình học ra hết 12/12 thôi, thế học cũng có nghề rồi, mình không làm mình về mình làm nghề nông cũng được, sau này mình muốn làm việc gì cũng được, nếu mà mình không có bảng thì mình làm được thời gian nghề nông thì cảm thấy khó, mình đi làm các nghề khác thì không có bảng không làm được. Cố gắng đi học nhá. Bú lại lên đường, để lại sau lưng những lưu luyến, yêu thương, thiếu đi vòng tay ấm áp của người mẹ. Những bước chân như nặng hơn và trùng xuống, như không muốn rời xa. Tạm biệt mẹ, tạm biệt bố. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí người bạn gái nhỏ vẫn nuôi một ước mơ. Con sẽ về, sẽ làm sáng lên hy vọng của bố. Bố ơi! Trở về nơi tôi sinh ra từ đây, biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời. Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê. Mẹ ơi, con đã